đây anh như vô tiền cho. Và lá dứa là lấy ô 5 ngàn á. Ngon ha, lá dứa ngon ha, nó có màu màu xanh 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 đẹp ghê luôn á. Bánh đi chị. Wow, ngon cực kỳ. Ồ, lấy cho em 10 ngàn kìa, đẹp. 10 ngàn hả? Ủa, lá dứa nha chị. Lá dứa nó thơm ha. 12 là 5 trái. À, buổi sáng chủ nhật cũng không quên gửi lời đến ông bà cô chú anh chị mình một ngày cuối tuần thật vui tươi và hạnh phúc nha. Đây là bánh bò nướng, này có thêm bánh bò lá dứa nha ông bà cô chú anh chị. Lấy thử lá dứa anh đi em, thử lá dứa chắc ngon lắm. 5 cái 10. Trời đất cái này nó đẹp quá. Cái lá dứa cái màu nó đẹp quá hả? Lá dứa nguyên chất luôn, cái màu nó đẹp. Bánh bột lọc à chị ơi. À, ở đây là khu này là sáng ra là mấy chị ở đây là bán bánh bột lọc, bánh bò nướng rồi xôi vị rồi này kia đầy đủ hết nha ông bà cô chú mình, cứ quẹo vô đây là có ăn à. Đúng rồi, có chồng là phải rửa, nhưng ta mua xe là ta rửa. Ở đây là ta, em là sung sướng có chồng phải rửa. Dạ, ta rửa xe, ta rửa nhà. Giờ dẫn anh em qua quán làm con hai con gà nướng hay gì đó là em rửa chồng của mình với trình diễn. Đó à, không. Là, bữa nay em rửa chồng. Cái lẩu với con gà nướng với mấy lon bia rồi. Mấy lon bia gì? Mấy giờ? Hai thùng được rồi. Hai mốt có chồng mà phải rửa chồng. Dạ. Wow, nhìn rất là ngon bánh bò nướng nha bà cô chú anh chị. Cô Lan là 20. Trời, bán bả rẻ dữ vậy. Cái này khác đặc biệt. Đặc biệt hả? Trời. Cái này chủ nhật mà. Trời này bán cho cô Lan bán rẻ ớt luôn, mình mua bán mắc chết luôn. Và cái màu đúng là màu nay lên hình rất đẹp nha bà cô chú anh chị. À, đẹp cực kỳ. Đi gì? Nó không chịu rửa, giờ tôi phải trả tiền phải chịu rửa cho nó nè. Kỳ luôn. Rửa chồng cho nó nè. Qua nay ông cụ lâu lắm rồi nay mới thấy ông cụ xuất hiện nha bà cô chú anh chị. Đó, mới của chị bánh nước á. Wow. Đúng giúp tôi có mẹ ở đây đó phải. Ông đây là đồng hương với chị bán bánh ở đây. Trời ơi, còn sáng hơn chứ tụi đây còn không có sáng bằng tao luôn. Này đây là thư ký của anh của chị bánh bò nha. Đây thư ký. Bán bánh bò. Mình đi làm YouTube mà không có thư ký, mà bán bánh bò có thư ký luôn. Qua này là bỏ mối không? Bỏ cho người ta bán hay là người ta mua người ta bán hả? Qua bà cô chú anh chị, đây là bánh bò nướng truyền thống nha. À, cũng nhiều cái đợt đợt dịch vừa rồi à. Ông bà cô chú anh chị cũng thấy rất là ngon, bữa nay có thêm bánh lá dứa luôn. Wow, cực kỳ.
thì ngon. Trưa nay mà có như đây bưng lên Đại Nam bán ha, chắc ngon. Uống cà phê đi, bởi con ái hay kìa. Mẹ thằng Tây có cà phê uống ngon, phải có người là tiền ta nhẹ. Cực kỳ ngon nha bà cô chú. Có người trả tiền luôn hả? Đã rồi. Trời ơi. Không, anh nói dễ thương lắm. Rồi, đây bánh bò với bánh bột lọc thay phiên nhau. Khách ra vô tấp nập. Đây là bán rất là ngon. Hôm qua, ngày gì mà bán người ta mua tôm không hả? Ừ. Bữa nay chị làm tôm nhiều hay đậu nhiều? Tôm nhiều. À. Tôm cũng có mà đậu nhiều cũng có. Cái gì cũng như nhau hết. Cái gì cũng như từ nhau. Từ bố hay không hết trơn á. À. Công nhận cỡ nào cũng hết trơn. Dạ. Ngày 100 hộp cũng hết, 150 cũng hết. Quá giỏi. Dạ. Hình như chỉ có cái duyên. Đó, nay chị có thu vị nữa ha. Quà thu vị hết chỗ chê luôn trời, với nó ngon ghê ha. Đây nó ngon ghê. Bởi sáng mà bà ra đây bán gặp bà đại gia ta mua ta giấu đó. Qua mới thấy cô mua bánh quá trời giấu đầu tiều. Ô bà treo đây quá trời luôn. Bà nói buôn bán ở đây sướng lắm, tới gặp cô đại gia này là cô mua trơn à, cô mua quá trời luôn. Trời ơi, để nhân đóng sau lưng luôn nè trời. Quá trời ngon luôn á. Này ở đây bán cái gì cũng ngon nha bà cô chú anh chị ơi. Nè chị thêm sâu vị, thêm sâu vị mà lại không thêm, lại bỏ bánh quy vậy? Vậy mà còn đi trễ hả? Thêm sâu vị, bỏ bánh quy. Chi sáng về ta ghé nghe ta hỏi bánh quy. Quá ngon cực kỳ. Cực dạ. Cái đời vậy đó. Bán cho chị Út miếng sâu vị kìa. Lấy nguyên ổ đi. Chị Út. Lấy nguyên ổ ăn cho nó nhiều. Đó miếng lẻ đó, lấy cho chị Út miếng lẻ đi. Đó, ngon cực kỳ sâu vị nha bà cô chú anh chị ơi. Bánh lá dừa bánh tre. Dạ. Dạ có tem bánh tre luôn á, nó có tem luôn đúng không? Dạ nó có hàng. Dạ. Cực kỳ 6.000. Đâu cái bánh nó miền Trung hả? Miền Bắc, miền Bắc. Có bánh nó lại miền Tây. Trời ơi, thì có chỗ có chỗ người ta bỏ. Làm nữa. Đây thì mình làm. Nó không có cái chè. Mà nó có cái lá dừa là biết bánh tre rồi. Dạ. Cổ hầu như là bán bánh tre là không có quyền bán cái kia. Dạ. Bánh tre là bánh tre dưới hang đậu. Ý chị tại sao mà miền Bắc miền Bắc miền Trung em dạ. Em không có tin lắm em. Dạ, không cái này là đúng bánh đúng bánh tre đó chị. Lấy hai cái. Thì lấy cho chị thứ một cái đi, về ăn thử biết dạ, đúng bánh tre mai ghé nữa. Còn cái này bánh cát đi luôn hả vậy chị? Đúng rồi. Bánh cát là đi luôn đó nha. Dạ. Dạ đúng bánh tre ghé nữa nha, bánh cát là ngày mai đi luôn á. Rồi cho chị hai cái bánh dừa chuối luôn. Ủa chị một cái dừa một cái chuối ra sao? Chuối đậu. Rồi em mua nhiều rồi gạt sao chị? Hai cái dừa. Đúng rồi bánh tre đó chị. Dạ. 4.000. Rồi cực kỳ ngon luôn. Rồi cho chị quẹo ra một cái luôn nè. Rồi chị hai cái kìa. Hai cái 12.000 phải không? 12.000. Và này cực kỳ ngon. Này sao vậy mà bỏ bánh quy, sáng giờ ta hỏi bánh quy quá trời. Có em. Đưa trước cũng được. Bánh dày bánh sao? 4.000. Dạ bánh dày 4.000. Năm cái 2.000. Đúng rồi rồi. À dài hơn cái đó chút không? Nít ngon lắm, ăn thử. 100.000. Đậu nha. Rồi tròn, đúng rồi, ok. Rồi.
bánh cực kỳ ngon. À, mình đi qua tiếp bên này mình coi chị xã hội 4.0 mà bán không có tiền đi bán bánh bà ở đâu mà nó ngon, cái chuyện ngon là đâu. À, đây là bánh rất ngon nha bà cô chú anh chị ơi. Đây là cực kỳ ngon. Nay chủ nhật bà con đi chợ cũng rất là đông. Đây chủ nhật ta đi chợ rất là đông nha bà. Này ở đây đặc biệt là chị coi như là bán thường xuyên nhất ở đây là chị bánh bột lọc với chị bán bánh da lợn. Còn thứ tư thứ bảy chủ nhật là chị bán bánh bò nướng. Đây là đặc sản bánh bò nướng là đặc sản miền Tây. Qua đây thì bánh bột lọc là đặc sản miền Trung. Còn cái chị bên kia là thập cẩm luôn. Tứ xứ. Thường thường thì chợ sau dịch này nó cũng ế lắm, nhưng mà nhờ hôm nay chủ nhật chắc hy vọng chắc chợ cũng đông người nha bà cô chú anh chị. Qua anh kia. Đây thì đó là bánh tét đặc sản luôn. Kính thưa bà cô chú anh chị, đây là bánh bột lọc, bánh bò nướng, đặc sản. Hôm nay tình hình ở chợ thì nó cũng chủ nhật thì hy vọng nó sẽ được đông nha. Gì định lấy mối bán hả? Bán bữa nào mà 500 bánh? bữa nay đi giao 500 bánh. Xe đang đi đâu? Nói chung là đi bán chưa ra chợ lắm chứ đi bán đồ 300-400 bán bình thường. Chạy chỗ này chạy chỗ kia. Cỡ 300 thì phải re. Wow. Cái lá dứa thì nó nhìn nó xanh, cái bánh nó đẹp ha. Sao hồi xưa là mình không có thời gian làm đúng không? Dạ đúng rồi, em không có thời gian làm. Em từng đi mua việc đó. Nên là không có làm được. Nên cái màu nó vừa đẹp, nó vừa thơm nữa nha bà cô chú anh chị ơi. Lá dứa nó mắc hơn cái thường hả? Hay không, cái bánh lá dứa là nó mắc hơn bánh không lá dứa không? 2,5 2,5. Như đây là chỉ vô bịch xong là coi như là không đầy 30 phút là hết trơn nha bà cô chú anh chị. Đây là phải đi đi sớm cho đi trễ là không còn bánh đâu ạ. Sớm chứ đi trễ là không còn bánh. Đây bà cô chú nhớ nhìn kỹ mặt chị bán bánh bò nha, để biết sao ra khỏi lầm. Đó bên kia là chị bán bánh bột lọc. Và hy vọng bữa nay chủ nhật là chợ đông nha bà cô chú anh chị. Dạ kính thưa bà cô chú anh chị, hôm nay ngày cuối tuần Nhóc Thời Vlog xin gửi lời đến ông bà cô chú anh chị một ngày cuối tuần thật đầy vui tươi và vui vẻ nha. Ông bà cô chú anh chị thân mến, cái video mình làm đến đây thì xin kết thúc. Ông bà cô chú mình, anh chị mình thấy hay cho mình xin một like, một share và nút đăng ký luôn nha. Chào tạm biệt và hẹn lại video tiếp theo nha.